ai mà gửi nhiều quà dữ vậy ta? Lượm. Dạ. Có ai gửi đồ cho chị hả? Dạ có. Chị coi thử đi. Không phải đồ của anh Tùng, bỏ hết đi. Trời ơi, uổng chết. Không nhận quà là một cái tội, bắt người ta bỏ quà là tội nghiệp. Nói lén người khác là khẩu nghiệp, mà còn trả treo là thất nghiệp nghe chưa? Cảm ơn người đã không mặc. Biết đâu mình sẽ tìm được tình yêu đích thực nhờ cái này. Chú Dượng, chú Dượng ơi, chú Dượng. Chú Dượng. Đây. Ồ, ai đây? Ai mà xinh đẹp như thế này? Úi giời ơi, thì ra là con bé Lượm. Dạ. Hôm nay xinh nhỉ. Tại này không làm ô xin nữa à? Hay là mày trúng số, mày không khoe với mọi người, mày sợ khao? Chú này, từ giờ trở về sau đừng bao giờ gọi con bằng cái chức danh tầm thường đó. Chú hãy gọi con là cô quản gia cho xứng tầm. Dạ vâng, thưa cô quản gia. Dạ. Vậy hôm nay lại trà sữa nhiều đường như mọi ngày nhé. Không 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 không, ai lại trà sữa nhiều đường. À, cho con một ly trà thanh đạo. Ừ, có ngay. Dạ. Anh có một số việc bận, anh tới trễ, anh xin lỗi em nha. Ủa sao, em mới tới à, anh ngồi đi. Anh, tính ra là tụi mình quen nhau được 24 tiếng 10 phút rồi đó. Thời gian lâu quá ha, tụi mình cũng hiểu nhau được nhiều ha. Wow, em tin kỹ gì luôn á hả? Dạ. Em biết người ta gọi đó là gì không? Người ta gọi đó là duyên tiền định đó. Mà anh quen lâu như vậy rồi á, mà em không có biết gì nhiều về gia đình anh hết trơn á, anh kể cho em nghe được không? Em ấy bây giờ mình nói chuyện về chương trình game show hẹn hò được không? Giống như em có muốn đi châu Âu không? Trời ơi, mới quen mà anh nào dẫn em đi châu Âu hả? Được. Nhưng mà anh rủ ba má đi theo với. Em muốn biết ba má của anh á, anh kể cho em nghe nha. Nếu mà em thật lòng muốn biết á thì anh sẽ nói cho em biết. Anh là trẻ mồ côi, anh bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ rồi. Mà cũng may anh được bà dì nuôi anh. Dì thương anh lắm, anh cũng thương dì anh lắm. Nhưng mà dì của anh mới bị đụng xe. Bây giờ dì phải nằm cấp cứu, phải phẫu thuật. Anh nhìn cảnh tượng của dì anh á, anh đau lòng lắm. Trời ơi, sao mà bi kịch dữ vậy anh?
Mà em biết đó, anh chỉ là một thằng nhân viên quèn thôi, lương 3 cọc 3 đồng. Anh không biết làm sao để có thể giải quyết được cuộc phẫu thuật sắp tới của dì anh nữa. Thôi anh đừng có đau buồn quá, cố gắng lên. Bây giờ có xảy ra chuyện gì thì em với anh cùng nhau giải quyết nha. Anh đừng có buồn, em nhìn em xót lắm á. Ông già cho mình gặp nhau đúng là duyên tiền định mà. Lượng, em hứa với anh nha, cho dù thế nào em cũng phải ở bên anh, mình phải nương tựa vào nhau. Anh cảm ơn em. Anh thương bà dì anh lắm. Lượm, ơi em muốn ứng lương em phải nói chị trước 2 tháng chứ. 2 tháng sao kịp. Vậy thôi, em không mượn của chị đâu, em mượn của người khác, Đào Đào nhiều tiền. Ê, đứng lại. Em đừng có dương đông kích tay với chị. Em cần bao nhiêu? Được rồi, 2 triệu thì để chị cho mượn. 20 triệu. Cái gì? Đây là chút tấm lòng của Lượm á, anh nhận cho Lượm vui nha. Thôi, anh không nhận đâu. Dù sao thì cũng là mồ hôi công sức của Lượm mà. Anh không nỡ đâu, Lượm cất đi. Đừng có lo, dì của anh cũng như là dì của Lượm vậy đó. Lúc đau yếu hay bệnh tật, lúc hạnh phúc hay khổ đau gì đó, anh cứ chia sẻ với Lượm, Lượm quan tâm lắm, anh đừng có ngại nha. Thật sự thì anh ngại quá. Ngại gì? Anh cảm ơn Lượm nha. Mặc dù tụi mình mới gặp nhau được có vài lần mà Lượm đã giúp đỡ anh rồi. Lượm đúng là người tốt mà. Anh nhận nha. Đưa đây. Cô kia. Thôi cái trò đó đi, xưa rồi. Chị Mỹ, chị làm gì vậy? Chuyện của em để em tự giải quyết đi. Tự giải quyết cái gì? Em lấy tiền mồ hôi nước mắt của em cho thằng nhãi ranh này. Nó lấy tiền của em, nó đi chơi với bồ nó đó. Nè nè, chị kia, chị ăn nói linh tinh gì vậy? Tôi với chị không có quen biết nhau. Với lại tôi đến với Lượm bởi tất cả sự chân thành. Lượm, em phải tin anh chứ. Em tỉnh táo lại đi, chị có bằng chứng nè. Chú Vượng ơi, thôi đi. Chị này, đưa đây cho em đánh lắm. Em bị cái gì vậy? Chị, thôi đi. Anh coi bao nhiêu tiền đủ chưa? Ủa là sao? Chuyện này là sao? Sao là sao? Cái đó là cái giá phải trả cho một thằng đểu như anh á. Bộ anh tính lừa tôi hả? Không có dễ đâu nha. Con nhà quê. Ê, mày muốn gì? Mày muốn ai? Gì? Mày muốn anh gì? Anh muốn gì vậy? Anh định quýnh tôi hả? Được, đợi chút xíu, tôi kêu người vô cho anh quýnh. Chị gái, vô đi chị. Bà dì đang nằm viện ha. Bà dì đang cần tiền cấp cứu ha. Anh coi tôi là bà dì của anh hả? Lúc nào cũng mang tôi ra bà dì rồi bà cô hả? Lúc nào cũng mang tôi ra là bà dì, bà cô lừa lọc người ta hả? Ông chứng này nhờ. Chết tôi. Ủa? Có sao không? Không, em không sao hết trơn á. Sao gan quá vậy? Làm gì nhìn em ghê vậy? Ngưỡng mộ em phồn. Thôi đi cô. Chị thấy em nhà quê vậy thôi, chứ em không có khờ đâu, em thông minh lắm á. Em chỉ có một cái tội duy nhất thôi là em quá đẹp. Mai ơi hãy cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở, may mắn sẽ đến đây.